Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề xảy ra xung quanh chúng ta. Chương trình này đáng lý được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Tuy nhiên, bên Facebook Phong đã không phát livestream được, đành cáo lỗi cùng tất cả khán thính giả. Và quý vị, trong cái chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, một bản tin mà đài Fox đưa ra cho thấy rằng là có sự xung đột càng lúc càng mạnh hơn giữa tiểu bang Texas và chính quyền liên bang của ông Joe Biden. Trong một cái hành động mới nhất thì lực lượng vệ binh tiểu bang của Texas đã chiếm cái quyền kiểm soát toàn bộ khu vực công viên, ngăn chặn tất cả những nhân viên tuần tra biên giới bước vào, và một phần trong cái nỗ lực chống lại di dân bất hợp pháp của ông Greg Abbott, tức là thống đốc của tiểu bang Texas. Quý vị, Texas đã kiểm soát khu vực của các cái công viên, ngăn chặn nhân viên tuần tra biên giới bước vào đây, và là một phần trong cái chiến dịch gọi là chống lại di dân bất hợp pháp. Đó là bản tin mà đài Fox đưa ra. Lực lượng vệ binh tiểu bang Texas đã kiểm soát toàn bộ khu vực công viên ở biên giới phía nam của Hoa Kỳ và ngăn chặn các cái lực lượng tuần tra biên giới bước vào khu vực này, là một phần trong nỗ lực chống lại tình trạng di dân bất hợp pháp và xâm nhập vào Texas và gia tăng căng thẳng giữa chính quyền ông thống đốc Greg Abbott và chính quyền liên bang. Và tiểu bang này đã bắt đầu kiểm soát cái công viên có tên gọi là Shelby Park ở tại thành phố Eagle Pass ở Texas, và nó là trung tâm mà cái cơn khủng hoảng của di dân đã tràn ngập ở biên giới Hoa Kỳ, và các giới chức hiện nay đang thành lập tất cả những cái hàng rào kẽm gai để ngăn chặn khu vực này. Và thị trưởng của thành phố Eagle Pass là Rolando Salinas cho biết là ông ta đã được thông báo quyết định này, được đưa ra bởi một phần trong cái quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp tiểu bang của ông thống đốc Greg Abbott. Và Salinas nói với các thông tín viên là thành phố nó không phải là sự yêu cầu của thành phố, và ông ta hiểu được lực lượng tuần tra biên giới hiện nay là không thể bước chân vào trong cái khu vực công viên này. Và trong một bản statement thì cái cơ quan đặc trách về quân sự, giới quân sự của Texas cho biết là họ đã quản trị khu vực của công viên này từ năm 2021, bao gồm luôn các cái điểm xét an ninh và các cái hàng rào tạm thời. Thời gian đây chúng tôi chuẩn bị cho một cái tương lai lực lượng di dân bất hợp pháp có thể sẽ xâm nhập và tổ chức những cái tổ chuyến di dân bất hợp pháp băng ngang qua cái công viên này để xâm nhập vào khu vực của Eagle Pass, họ cho biết gì trên. Và lực lượng cái liên đoàn nghiệp đoàn của lực lượng tuần tra biên giới xác nhận với đài truyền hình Fox là nhân viên của họ đã bị ngăn chặn bước vào khu vực này bởi các binh sĩ của Texas, và ca ngợi hành động của ông Abbott là đã giải quyết trong cái cá nhân của ông. Thống đốc Greg Abbott không phải gây tổn thương cho lực lượng tuần tra biên giới, ông ta đang hỗ trợ cho họ. Đó là lời phát biểu của Hội đồng tuần tra biên giới quốc gia là Brandon Chute đã đưa ra bản statement. Ông ta kiểm soát Shelby Park để cho phép các nhân viên có thể khai triển và nhắm vào các cái vị trí chính mà con số cao nhất từ trước tới nay. Ông Greg Abbott đã có hành động cần phải có thêm cái hỗ trợ này, và biến chuyển này diễn ra đã gia tăng giữa cái tiểu bang Texas và chính quyền liên bang trong việc giải quyết cơn khủng hoảng biên giới mà trong đó gần như là đã gây tràn ngập ở trên toàn quốc. Và ông Abbott đã bắt đầu cái chiến dịch có tên gọi là Operation Lone Star từ năm 2021 để mà thúc đẩy các nhân viên công lực ở biên giới. Là một phần trong chiến dịch này, ông đã xây dựng cái hàng rào bằng phao ở trên cái dòng sông Rio Grande River, và đồng thời cũng là ông ta đã bị cái đơn kiện của chính quyền liên bang. Và bên cạnh đó thì chính quyền Joe Biden cũng khởi kiện tiểu bang Texas đã đưa ra cái chính sách chống di dân bất hợp pháp, trong đó cho phép các nhân viên tiểu bang công lực và có quyền bắt giữ di dân bất hợp pháp, và chính quyền này nói rằng việc này đã can dự vào cái quyền của chính quyền liên bang tức là lạm quyền và gây tổn thương cho mối quan hệ với lại các quốc gia ngoại quốc. Texas trong khi đó thì ngược lại, họ kiện chính quyền Joe Biden đã cắt bỏ cái hàng rào kẽm gai mà họ thành lập ở tiểu bang Texas để ngăn chặn di dân bất hợp pháp. Và hàng rào kẽm gai này
đã được thành lập ở xung quanh khu vực gần Shelby Park, tức là cái công viên này, và đơn kiện này vẫn đang bị ngăn chặn sau khi chính quyền của Texas đã chặn lại trên tòa án. Chúng tôi tin rằng chính sách của ông Greg Abbott và vấn đề chính trị đã không là vấn đề chính trị và không an toàn cho người cộng đồng Texas và lực lượng tuần tra biên giới của chúng tôi. Lực lượng công lực của chúng tôi ở dưới mặt đất đang tìm cách làm công việc của họ, và hành động này là gây tổn thương cho đường hướng của họ, và nó sẽ là một cái hành động gọi là vô nhân đạo, và nó là một cái hành động chính trị. Đó là lời phát ngôn viên của và tòa bạch ốc là Karine Jean-Pierre đã đưa ra trong tháng trước, và ông Abbott đã bác bỏ lời chỉ trích này và tăng cường sự đối đầu với chính quyền liên bang, và ông nói rằng chính sách của Joe Biden là mở rộng biên giới. Texas đang nằm ở cái tiền đồn biên giới phía nam, và những cái hàng rào cản gai và những cái hàng rào chống lại để kềm chế tất cả những di dân bất hợp pháp ở cái mức độ cao mà bởi chính sách mở rộng biên giới của ông Joe Biden. Và thay vì để thực hiện tất cả những cái luật lệ về liên bang, chính quyền của Joe Biden đã cho phép họ xâm nhập và đã cho phép tất cả những tên băng đảng của Mexico chuyển người vào quốc gia của chúng ta. Ông Greg Abbott đã đưa ra lời phát biểu vào ngày thứ Năm, và tiểu bang Texas vẫn khai triển lực lượng vệ binh của tiểu bang. Và trong đó thì DPA lực lượng này sẽ có thêm hàng rào, và chúng ta sẽ có một cái chiến lược khi mà ông Joe Biden vẫn tiếp tục mở cửa biên giới. Và tiểu bang Texas đồng thời cũng đã bực tức với những thành phố trú ẩn dành cho di dân bất hợp pháp trên toàn quốc, và ông đã dùng xe bus chở những di dân này tới các thành phố đó. Và ông loan báo trong tuần này ông đã gửi ít nhất là 100.000 di dân tới những thành phố trú ẩn của đảng Dân Chủ trên toàn quốc. Và ông Abbott được xem là hiện nay ông nói ông đã được ủng hộ bởi các dân cử ít nhất là ở tại Texas và thuộc phe gọi là bảo thủ. Thống đốc có toàn bộ sự ủng hộ của tôi để đi ra xa càng nếu là cần thiết, và từ cái vấn đề gọi là pháp lý để cứu lại cái biên giới của Texas. Dân biểu Chip Roy của Texas đã bỏ trên trang Platform X, tức là trang Twitter hiện nay. Quý vị, như vậy là cuộc đối đầu giữa chính quyền Texas và chính quyền của Joe Biden đã bắt đầu tới mức căng thẳng và tăng thêm mức độ. Điều này cho thấy là cái vấn đề di dân bất hợp pháp đã trở thành cái vấn nạn hàng đầu, không những là của tiểu bang Texas mà của nhiều nơi trên toàn quốc, kể cả những thành phố được xem là đảng Dân Chủ quản trị. Quý vị thấy là ở Chicago, ở Illinois, rồi thành phố New York, rồi khu vực ở Boston, tức là ở Massachusetts, thì nay họ đang đối diện với cái lực lượng di dân khổng lồ từ Texas trở lên. Và chính họ cũng yêu cầu chính quyền Joe Biden cắt ngân sách cho họ để giải quyết tình trạng khủng hoảng di dân bất hợp pháp tràn ngập vào thành phố của họ. Quý vị, họ yêu cầu ông Joe Biden và họ lên tiếng chỉ trích ông thống đốc của tiểu bang Texas. Nhưng cái vấn đề chỗ này là tại sao chính quyền Joe Biden lại thay đổi chính sách và mở rộng cửa biên giới? Quý vị, ông ta đã lật đổ cái chính sách cũ của ông Trump trước đây toàn bộ, trong đó luôn bao gồm luôn cả cái chính sách Remain in Mexico, tức là một cái chính sách buộc họ phải ở bên kia biên giới để duyệt xét cái hồ sơ của họ. Đằng này quý vị, chính Mayorkas là Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa đã thú nhận 70% những di dân bất hợp pháp xâm nhập vào biên giới đã biến mất ở trong cái xã hội Hoa Kỳ. Và tổng cộng hơn 6 triệu người đã nhập cảnh một cách bất hợp pháp, bị bắt giữ và đã được thả ra kể từ khi Joe Biden lên làm tổng thống. Quý vị thấy được cái cơn khủng hoảng tại biên giới nó khủng khiếp tới mức độ nào. Và điều này đã dẫn tới sự đối đầu gay gắt của ông Greg Abbott là thống đốc của tiểu bang Texas và chính quyền của Joe Biden. Tuy nhiên, đây là cái mức độ mới nhất được tăng lên giữa ông thống đốc tiểu bang Texas và chính quyền của Joe Biden. Và mức độ này sẽ tăng tới mức độ nào thì dừng lại, hay nó sẽ đi tới hết con đường của nó? Quý vị, nếu đi hết con đường của nó thì đó là tình trạng nguy hiểm cho chính quyền của Joe Biden. Bởi vì theo hiến pháp, tiểu bang Texas là tiểu bang duy nhất trong số 50 tiểu bang có quyền tách rời chính quyền liên bang mà không cần sự chấp thuận của 2/3 các tiểu bang trên toàn quốc. Tại vì câu chuyện này là nó bắt nguồn từ cái cuộc chiến giữa tiểu bang Texas và đất nước Mexico, giữa tướng Houston và tướng Santa Ana. Lúc đó tướng Santa Ana của Mexico đã đưa binh vây chặt tất cả các ngõ ngách của Texas. Và lúc đó quý vị, tướng Houston đã cầu cứu với chính quyền liên bang của Hoa Kỳ.
là đưa quân hỗ trợ cho Texas có thể chống trả lại cuộc tấn công của Mexico trong cái lịch sử đó quý vị. Và kết quả thì chính quyền liên bang đã đưa, tức là lúc đó là chính quyền liên bang của Hoa Kỳ đã đưa lực lượng quân sự của họ hỗ trợ cho Texas chống lại cái sự cái cuộc đối đầu trong cái cuộc giao tranh với lại phía Mexico. Và kết quả thì tiểu bang Texas đồng ý gia nhập vào liên bang Hoa Kỳ. Nhưng mà sự gia nhập của Texas nó hoàn toàn khác biệt với những tiểu bang khác. Theo hiến pháp, tiểu bang Texas có quyền gia nhập nhưng cũng có quyền tách rời nếu như có một cuộc trưng cầu dân ý trên toàn tiểu bang. Thì quý vị, đây là một trong những cái điều đặc biệt ở trong hiến pháp, và chỉ có một mình tiểu bang Texas được thôi. Còn tất cả các tiểu bang khác mà muốn tách rời ra khỏi liên bang Hoa Kỳ là phải có sự chấp thuận của ít nhất là 38 tiểu bang. Ít nhất là phải có sự chấp thuận của 38 tiểu bang để cho họ tách rời ra khỏi liên bang Hoa Kỳ và thành lập một quốc gia riêng biệt. Thì quý vị, do đó cái việc mà tách rời khỏi liên bang Hoa Kỳ là một điều không tưởng. Riêng tiểu bang Texas về mặt hiến pháp họ được quyền đó. Họ được quyền tách rời không cần sự chấp thuận của 38 tiểu bang. Do đó quý vị, cái mức độ đối đầu này nó sẽ căng thẳng ở mức là bây giờ lực lượng vệ binh quốc gia của tiểu bang đã bắt đầu ra tay dưới lệnh của thống đốc tiểu bang, và họ đã phong tỏa toàn bộ cái công viên gọi là Sherby. Đây là cái công viên nằm sát biên giới, và những di dân bất hợp pháp đã băng ngang công viên này để xâm nhập vào trong cái lãnh thổ của Hoa Kỳ thông qua cái dòng sông ở đây. Thì quý vị, bây giờ coi như là lực lượng vệ binh quốc gia, vệ binh của tiểu bang thì đúng hơn, chứ không phải quốc gia, lực lượng vệ binh tiểu bang đã bắt đầu kiểm soát toàn bộ và không cho nhân viên tuần tra biên giới được bước chân vào. Và chính nhân viên tuần tra biên giới cũng đã, cái nghiệp đoàn của họ đã lên tiếng ca ngợi hành động này của ông thống đốc tiểu bang Texas, bởi vì lực lượng tuần tra biên giới không đủ người và không có đủ sức để mà đối phó với cái lực lượng di dân tràn ngập ở tại biên giới của Hoa Kỳ và Mexico. Đặc biệt quý vị, nó đã bùng nổ tất cả những cái đường dây buôn người, không chỉ là từ Trung Mỹ, Nam Mỹ đưa người vào trong cái khu vực của Texas, mà những cái đường dây buôn người này đã phát rộng ra ở Á Châu, ở Trung Á và Trung Đông. Tức là cái lực lượng di dân bất hợp pháp này xâm nhập vào lãnh thổ Hoa Kỳ không phải chỉ có những người dân ở Trung Mỹ và Nam Mỹ, trong đó có người Trung Quốc, trong đó có người Việt Nam, trong đó có người Tajikistan, có người Afghanistan, và trong đó cũng có người của Somalia, của Sudan và của Yemen. Thì quý vị, rõ ràng các cái đường dây buôn người ở trên khắp thế giới đã tập trung vào khu vực Trung Mỹ, Nam Mỹ. Họ đưa người tới Trung Mỹ và Nam Mỹ, rồi từ Trung Mỹ và Nam Mỹ bắt đầu họ đi theo cái đoàn lữ hành tới biên giới của Mexico, đi ngang qua Mexico để nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Thì quý vị, tình trạng này nó đã đang trở thành một cái dịch rất lớn, và các cái đường dây buôn người này họ lấy tiền không ít. Tôi được biết là cái đường dây buôn người tại Hà Tĩnh ở Việt Nam đã tìm cách đưa người qua những quốc gia ở Trung Mỹ và Nam Mỹ rồi đi theo đoàn lữ hành vào biên giới của Hoa Kỳ. Ở Thanh Hóa thì quý vị, mỗi một đầu người ít nhất là 30.000 Mỹ Kim. Mỗi một đầu người ít nhất là 30.000 Mỹ Kim để được tới Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Thì quý vị, ngay cả xa xôi như Việt Nam mà còn tổ chức đường dây buôn người để đưa vào lãnh thổ Hoa Kỳ thì đừng nói tới những quốc gia khác. Cả Việt Nam lẫn Trung Quốc là ở xa xôi như vậy mà họ còn nhập cảnh được. Thì quý vị, đừng nói tới những quốc gia khác. Do đó, tình trạng khủng hoảng biên giới là một cái tình trạng hàng đầu người dân Hoa Kỳ đang quan tâm trong mùa bầu cử. Thứ nhất là cái vấn đề kinh tế, và thứ hai là vấn đề di dân bất hợp pháp dẫn tới tình trạng hỗn loạn trong các cộng đồng ở khắp nơi. Trong đó những thành phố lớn đều rơi vào hỗn loạn, homeless, rồi di dân bất hợp pháp, rồi tình trạng tội ác cũng gia tăng từ đây. Thì do đó quý vị, ông Greg Abbott đã bắt đầu có những cái thái độ song hành cứng rắn. Một mặt thì ông bắt đầu cứng rắn ở vấn đề biên giới, một mặt khác thì những di dân nào đã nhập cảnh được Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp bị bắt giữ thì bây giờ ông chở tới tất cả những cái thành phố nào tuyên bố là nơi trú ẩn của di dân bất hợp pháp, trong đó nổi bật nhất là New York, thứ nhì là ở Boston và thứ ba là ở Chicago.
kể cả Los Angeles và kể cả San Francisco. Đây là những thành phố được xem là trú ẩn của di dân bất hợp pháp. Thì quý vị, ông Greg Abbott đã làm chuyện này. Và bây giờ chính những cái thị trưởng của những thành phố lớn này cũng đã bắt đầu năn nỉ Joe Biden cung cấp ngân sách cho họ. Ví dụ như New York, họ nói rằng họ phải tổn thất thêm 5 tỷ Mỹ Kim để mà lo cho cả 100.000 di dân bất hợp pháp. Joe Biden từ chối. Joe Biden đã từ chối bởi vì nếu mà Joe Biden đồng ý cho những tiểu bang này thì điều đầu tiên Joe Biden phải đồng ý cho Texas. Tại vì Texas là thành phố, là cái tiểu bang nằm ở phía nam và có đường biên giới trực tiếp với lại Mexico. Thì quý vị, các tiểu bang California, New Mexico, Texas, Arizona, kể cả Florida là những nơi có đường biên giới trực tiếp với lại khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ. Đặc biệt Florida thì là phải đi bằng tàu, tại vì Florida nằm ngoài biển, nằm sát ở bờ biển, thì họ cũng là đối diện với tình trạng di dân bất hợp pháp rất là nhiều. Họ vượt biển bằng tàu tới Florida. Trong khi đó thì ở Texas, ở Arizona thì họ đi bằng đường bộ. Thì quý vị, tình trạng này sẽ dẫn tới một cái cuộc hỗn loạn mới trong mùa bầu cử năm 2024. Và Texas phải chặn đứng cái nạn di dân bất hợp pháp này bằng mọi giá. Tôi nói là bằng mọi giá bởi vì nếu như không thì quý vị, cuộc bầu cử Hoa Kỳ sẽ rơi vào hỗn loạn. Do đó, ông Greg Abbott đã cứng rắn, ông ban hành cái lệnh khẩn cấp tiểu bang, ra lệnh cho lực lượng vệ binh tiểu bang là phải trấn thủ ở khu vực biên giới và đã được sự ca ngợi của lực lượng tuần tra biên giới. Thì quý vị, trong khi đó, chính quyền của Joe Biden không những không hỗ trợ cho Texas ngăn chặn tình trạng di dân bất hợp pháp, mà còn nộp đơn khởi kiện tiểu bang Texas khi mà họ đặt cái phao hàng rào ở trên dòng sông và kể cả cái hàng rào kẽm gai ở dọc theo biên giới luôn, ở ngay chỗ Shelby Park đó quý vị, ở ngay tại đây luôn. Họ đặt luôn cả cái hàng rào, họ cắt bỏ cái hàng rào này. Và mới vừa rồi thì tòa án mới chặn cái việc cắt bỏ này. Họ cho rằng chính quyền Texas đã tiếm quyền của liên bang. Tức là quyền về di trú là quyền của liên bang. An ninh biên giới là quyền của liên bang chứ không phải của tiểu bang. Thì trên quy tắc nó là như vậy, nhưng khi liên bang bất lực thì tiểu bang phải ra tay. Đó là chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ chính liên bang khởi kiện, tức là Bộ Tư pháp khởi kiện và kể cả Bộ An ninh Nội địa cũng khởi kiện tiểu bang Texas. Thì thấy rõ ràng quý vị, họ đang tìm đủ mọi cách để mà châm chước cho di dân bất hợp pháp tràn vào Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái trò mà họ muốn làm. Bởi vì họ muốn tăng cường cái lượng dân của người Latino. Cộng đồng Latino bây giờ là cộng đồng được xem đứng hàng thứ hai ở nước Mỹ, qua mặt cộng đồng da đen rồi. Nếu thêm 10 năm nữa, họ sẽ là cộng đồng chiếm lĩnh nhiều nhất ở Hoa Kỳ, thay vì cộng đồng da trắng. Thì quý vị, ẩn ý của đảng Dân Chủ và Joe Biden là muốn thay máu đất nước Hoa Kỳ. Thay máu đất nước Hoa Kỳ, đẩy cộng đồng Latino trở thành cộng đồng có cái lượng người đông đảo nhất tại Hoa Kỳ. Bây giờ cộng đồng da trắng vẫn đứng đầu, nhưng đứng nhì là cộng đồng Latino. Cộng đồng Latino đã qua mặt cộng đồng người da đen, trở thành cộng đồng lớn hàng thứ hai rồi. Thì quý vị, rõ ràng Joe Biden đang có một cái chiến dịch sắp đặt lâu dài để cho cái lượng di dân bất hợp pháp. Tại vì một thời gian sau khi mà họ bất hợp pháp thì họ cũng có cách này cách khác để trở thành di dân hợp pháp. Một là dựa vào cái chính sách ân xá của chính quyền liên bang. Hai là kết hôn hoặc là có những cái khe hở của luật di trú để họ được hợp pháp ở lại Hoa Kỳ. Thì quý vị, rõ ràng chính quyền của Joe Biden đang đi cái hướng này. Và cái hướng này đang dẫn tới cái tình trạng nguy hiểm cho Texas. Và bây giờ thì ông thống đốc Greg Abbott đã tăng cường cái sự đối đầu khi mà ông ra lệnh khai triển lực lượng vệ binh tiểu bang. Coi như là họ phong tỏa toàn bộ cái công viên này để họ giành quyền bảo vệ cho biên giới. Thì quý vị, chắc chắn vài hôm nữa là hoặc là ngày hôm nay thì phía của chính quyền Joe Biden lại lên tiếng phản đối và sẽ nộp đơn kiện cho rằng Texas đã lạm quyền. Texas đã lạm quyền của chính quyền liên bang. Thì quý vị, liệu ông Greg Abbott có dừng lại trong cuộc đối đầu này hay không? Tại vì càng lúc thì ổng càng được lòng của giới bảo thủ.
và ngay cả những cái tiểu bang mà được xem là Blue State trước đây phản đối cái chính sách của Texas, giờ đây họ bị cái khủng cơn khủng hoảng di dân, chính họ đã bắt đầu có một cái sự đồng cảm với Texas rồi, họ chưa chắc ủng hộ cho Joe Biden. Do đó quý vị, nếu mà đi tới một cái mức căng thẳng nhất thì giống như tôi nói, tiểu bang Texas sẽ giành quyền bảo vệ cho cái vùng lãnh thổ của mình bất kể giá nào. Bất kể giá nào. Và nếu như mà chính quyền liên bang vẫn tiếp tục dựa trên cái thẩm quyền của họ, dựa trên cái hiến pháp, thì tiểu bang Texas cũng có quyền sử dụng cái hiến pháp để mà trưng cầu dân ý. Mà nếu trưng cầu dân ý thì quý vị biết dân Texas đâu có đồng ý. Dân Texas đâu có đồng ý để cho di dân bất hợp pháp xâm nhập một cách vô tội vạ như vậy. Thì quý vị, Texas hiện nay có 25 triệu dân. Và Texas được xem là tiểu bang lớn nhất nước Mỹ. Đông dân nhất là California. Nhưng mà tiểu bang đất rộng nhất và lớn nhất nước Mỹ là Texas. Do đó, Texas có đầy đủ thẩm quyền. Họ có cái nguồn năng lượng riêng. Tức là họ vừa có phong điện, họ vừa có thái dương điện, họ vừa có dầu khí và khí đốt. Họ dư đầy đủ năng lượng. Và Texas thì mưa rất là nhiều. Nước nôi của họ là tự có luôn, không cần phải nhập cảng. Và họ sẽ họ lại là cái tiểu bang cung cấp nguồn nước nữa. Chưa hết, Texas có cái bến cảng ở tại Galveston và Port Arthur. Đây là hai cái khu vực giáp ranh với vùng biển của Texas. Tức là đất liền có, mặt biển có. Texas có đầy đủ lợi khí và có đầy đủ tất cả những cái phương tiện cần thiết. Nếu chính quyền liên bang mà không giải quyết cái cơn khủng hoảng biên giới này thì chắc chắn Texas sẽ đi tới cái mức gọi là gay gắt nhất dưới cái sự cứng rắn của ông Greg Abbott và cái sự cứng rắn của ông Bộ trưởng Tư pháp là Ken Paxton. Thì quý vị, cả lần này cuộc đối đầu sẽ đi tới sự căng thẳng, mức độ đã cao hơn. Nhưng mà tôi không đo lường được mức độ sẽ căng tới lúc nào và tới cái mức độ nào, tới mức cuộc đối đầu trực tiếp luôn hay không, tôi chưa biết. Và quý vị thấy là Texas đang có tất cả những cái cần thiết của một quốc gia. Họ có đầy đủ phương tiện cần thiết của một quốc gia. Thì quý vị, điều này sẽ là một cái điều răn đe rất lớn nếu như chính quyền của Joe Biden không nhượng bộ cho Texas và không để hỗ trợ và thay đổi cái chính sách về di trú. Cùng một lượt trên Quốc hội Hoa Kỳ thì quý vị thấy là Đảng Cộng Hòa đang đóng đinh cái ngân sách tài trợ cho Ukraine, Do Thái và Đài Loan. Và trong đó họ muốn chính quyền Joe Biden phải thay đổi chính sách về di trú. Và chính ông Chip Roy, quý vị thấy, ổng là dân biểu ở trên liên bang đó. Ông nói tôi ủng hộ hoàn toàn. Và phe bảo thủ đều ủng hộ và áp lực ông Mike Johnson là chủ tịch của Hạ viện là phải cứng rắn trong vấn đề di trú. Có nghĩa là lần này Joe Biden chỉ còn có một chọn lựa. Nếu như ông ta không muốn nước Mỹ rơi vào một cái cơn mà tôi tạm gọi là một cuộc nội chiến mới, ông ta bắt buộc phải nhượng bộ. Còn nếu không, quý vị, phía Đảng Cộng Hòa và kể cả ông thống đốc Greg Abbott sẽ không nhượng bộ. Họ sẽ áp lực tới nơi tới chốn để buộc Joe Biden thứ nhất là thay đổi chính sách về di trú. Thứ hai là phải trao quyền thêm cho tiểu bang Texas đối phó với tình trạng di dân bất hợp pháp. Về mặt hiến pháp, nếu như không thì cái cuộc căng thẳng này tôi có thể nói là nó có thể dẫn tới một cái kết quả mà tôi cho là tệ hại nhất khi mà tiểu bang Texas tuyên bố tách rời khỏi liên bang Hoa Kỳ, dẫn tới một cuộc nội chiến thứ hai ở nước Mỹ. Thì không có lợi cho ai cả. Biden bắt buộc phải nhượng bộ. Lần này Texas đã đi một cái bước khá mạnh mẽ. Nếu như Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa vẫn tiếp tục duy trì cái thái độ cứng rắn của họ và Biden không có một cái sự ký cái lệnh hành pháp để thay đổi chính sách di trú, thì tình hình sẽ càng hơn. Và chính ông Mike Johnson đã lên tiếng. Ông đã nói rồi, bây giờ ông kêu gọi ông Joe Biden là ký cái lệnh hành pháp này. Còn nếu không ký thì hậu quả khó lường. Mike Johnson đã tuyên bố. Và lúc đó quý vị, bây giờ cái thời hạn chót là ngày 19 tây tháng 1.
và ngày 27 tháng 2, ngân sách sẽ hết, chính quyền Joe Biden sẽ phải bị đóng cửa nếu không giải quyết vấn đề di trú ở biên giới. Đây là cái điểm then chốt. Thứ nhất là phía Đảng Cộng Hòa họ đòi hỏi cái điều này là ưu tiên hàng đầu. Điều thứ hai là cắt giảm tiêu xài của chính phủ. Thì cái việc cắt giảm tiêu xài này bên Đảng Cộng Hòa còn chăm trước được. Nhưng đối với vấn đề di trú và vấn đề di dân bất hợp pháp, Đảng Cộng Hòa rất dứt khoát ở trên sàn Hạ viện. Và có thể 19 tây tháng 1 hoặc là 2 tây tháng 2 là thời hạn chót đó quý vị. Hai cái dấu mốc thời hạn chót này coi như chính quyền Joe Biden sẽ phải đóng cửa nếu ông ta không thay đổi. Bây giờ lại có thêm cái cuộc chiến ở tại German nữa. Thì quý vị, chính quyền Joe Biden không thể để cho chính phủ bị đóng cửa. Do đó, tất cả những áp lực này nó chỉ đi tới một điểm thôi. Là Biden phải nhượng bộ. Mà nếu nhượng bộ thì coi như phá sản hoàn toàn. 4 năm nay những gì Joe Biden xây dựng đều bị phá sản hoàn toàn. Và ngay cả cái khối phiếu mà thúc đẩy Joe Biden duy trì cái chính sách di trú này cũng sẽ bỏ rơi Joe Biden. Tức là thành phần cực tả cấp tiến, đa số là người Latino. Thì quý vị, cục diện này sẽ dẫn tới tình trạng Joe Biden có thể sẽ bị đứt chén. Tức là áp lực từ đối ngoại, rồi áp lực từ đối nội. Điều này sẽ khiến cho Joe Biden có thể sẽ phải đứt gánh giữa đường. Tức là chỉ còn một năm nữa ông ta hết nhiệm kỳ. Có thể ông ta sẽ không còn gánh nổi và sẽ phải buông. Nếu như mà cái cục diện đi tới mức căng thẳng nhất và bây giờ nó đang trên lộ trình này. Khi mà Texas huy động cái lực lượng gọi là vệ binh tiểu bang thì điều này quý vị phải hiểu. Nó không giống như nhân viên tuần tra biên giới. Nhân viên tuần tra biên giới phải làm theo luật di trú. Họ bắt giữ, họ lập thủ tục, giấy tờ v.v. Nhưng mà họ không đụng chạm tới người di dân. Còn lực lượng vệ binh tiểu bang thì khác quý vị. Họ được lệnh. Nếu mà họ ra lệnh mà chống trả, họ có quyền bắn ngay tại chỗ. Tại vì lực lượng vệ binh của tiểu bang trực thuộc tòa án quân sự, không phải tòa án của dân sự. Họ thuộc tòa án quân sự. Họ có quyền thẳng tay hơn đối với thành phần di dân bất hợp pháp và những thành phần băng đảng tại biên giới. Do đó quý vị, nếu như mà lực lượng vệ binh tiểu bang mà đưa ra những cái hành động cứng rắn, thì quý vị, nó sẽ đẩy cuộc đối đầu của tiểu bang Texas và chính quyền liên bang của Joe Biden lên một mức cao hơn. Và lúc đó quý vị, Joe Biden bắt buộc phải nhượng bộ. Nếu như không, thì quý vị, lực lượng vệ binh tiểu bang sẽ làm mạnh tay hơn nữa. Và lúc đó quý vị, áp lực nó sẽ khác đi. Áp lực nó sẽ khác đi và có thể dẫn tới một cái cuộc đối đầu căng thẳng hơn. Giống như tôi nói, tiểu bang Texas là tiểu bang duy nhất trong hiến pháp được phép tách rời mà không cần sự chấp thuận của 38 tiểu bang. Thì quý vị, Joe Biden phải hiểu rõ, don't mess with Texas. Đừng giỡn mặt với Texas. Đây là cái câu nói của dân, đầu môi chót lưỡi của dân Texas đó quý vị. Lần này để tôi coi Joe Biden sẽ phải có một cái giải pháp nào để giải quyết và làm giảm đi sự căng thẳng đối đầu này. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!